Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video. Thưa quý vị, Telegram là một mạng xã hội rất thông dụng và phổ biến tại Việt Nam. Mới đây thôi thì cái mạng xã hội Zalo của Việt Nam đã chính thức thu phí người dùng. Vì vậy, Telegram ngày càng được nhiều người đón nhận và sử dụng. Ở video này, tôi xin chia sẻ cùng quý vị cách để thu hồi tin nhắn Telegram bất cứ khi nào. Nếu như ở cái mạng xã hội Zalo, quý vị chỉ có thể thu hồi tin nhắn trong khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ, thì ngược lại, Telegram cho phép quý vị thu hồi tin nhắn bất cứ khi nào. Rồi, bây giờ tôi sẽ mở Telegram. Ok, đây là Telegram của tôi và tôi đã đăng nhập rồi. Ví dụ ở đây tôi có một cái tin nhắn. Đây là cái tin nhắn tôi nhận. Đó. Tôi có thể xóa tin nhắn này từ hai phía. Tôi sẽ chọn vào đây. Giữ màn hình và chọn vào Delete. Chọn tiếp vào Delete for me and. Đó, cái dòng bên trên. Đó, thì phía bên kia cũng bị xóa cái tin nhắn mà quý vị vừa xóa. Hoặc ở đây, tôi có một cái tin nhắn đã gửi cho phía bên kia. Tôi muốn thu hồi tin nhắn từ bên phía người nhận. Tôi cũng sẽ giữ và chọn vào Delete. Chọn vào Delete for me and. Đó. Vậy là tin nhắn phía người nhận cũng sẽ bị xóa. Đó, thì đây là một cái tính năng rất chi là hay của Telegram. Quý vị có thể thu hồi tin nhắn bất cứ khi nào. Rồi, và đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và bổ ích, quý vị đừng quên đăng ký, chia sẻ, theo dõi kênh. Xin cảm ơn.